Summer quả đầu có voi rồi, bài Sam truyền thuyết là chuẩn rồi, gỗ đầu gần rồi. Tình Vân và Long Lê là hai con hàng đã chính thức là bước vào vòng trong rồi, sau khi mà Đỉnh Cao lạnh lẽo để thua với tỷ số là 0-8. 0x. Không biết là hai ông này thì sẽ vẽ ra khoảng bao nhiêu lâu. Tôi nghĩ là hai ông này vẽ ra tầm khoảng 1 tiếng. Vâng, bài hiêu là rất xa và Tịch Văn vẫn đang cố gắng đưa về. Vâng, lạc cái may không chết con dân nha. Như vậy là đồ ăn bên ngoài đủ rồi, thêm quả và thêm hiêu nữa. Xăm và Seng là đánh giá rằng trận thi đấu này Long Lê vẫn là cửa là cao hơn hẳn. Đó, đây là kênh của giải đấu mà. Đây là kênh của giải đấu của bên phía Thiên Khôi là đơn vị mua phát mua bản quyền phát sóng của các trận đấu của giải đấu lần này. Đây không phải kênh tôi, anh em lại nhìn nhầm nào. Kênh gì của tôi lâu lắm chưa có phát đâu. Tí nữa thì lỗi đôi voi thì cho bài Summer này. 7-51 với 25 dân, em thấy là cũng tốt rồi. Chưa chắc đã thua Seng trận này đâu. Bài khá là khỏe đấy. Nhà khung bài khỏe, 25 dân, chưa chắc đã thua Seng trận này đâu. Ui giời, Summer thì mày cứ hút thoải mái của anh cái. Mười sớm dành cho game thủ Tịch Văn. Một vài cái vào nữa cho nó không hẳn nhà vào. Vâng, xích con ngựa giò bên trong cho nó đóng cái e cho nó kín được nhà vào. Hai anh em gặp nhau vào giải có tí tiền để đánh nó khác ngay, anh em gì nữa. Toàn là anh em cây khế cây sung đấy, nó thịt con giò ngay chứ làm sao nó để. Anh em gì? Anh em gì đấy, chỉ anh em ở trên bàn nhậu thì vẫn là còn là anh em thôi.
mỗi người là 45 phút. Tình Văn với lại Long Lê đánh với lại Đỉnh Cao Lạnh Lẽo là mỗi ông là làm một tiết học thôi. Mỗi ông học có một tiết thôi. Và phù rất đỏ đấy từ Long Lẻ. Ăn lại con lạc đà này. Ô không ăn được. Hát hò gì, thằng Long nó to hơn, nó hát giọng nó vang hơn. Như vậy là có quân để vào kiên phù đến từ game thủ Long Lê rồi. May mà khả năng là vẫn thuyết xích đây này. Nó thêm một tơn nữa lên, nó hay là 1A rồi, à 1 là 2A rồi. Vâng, khó rồi. Sáng xăm thì kèo này kiểu gì chả khó. Tỷ số là 1-0 thì cho thủ Long Lê. Quân khác thì nó mổ chết ngay bài Long Lê được đấy. Nhưng mà nó là con sen thì bên kia Long Lê nó là con sen thôi, khó đánh rồi. Chứ nếu mà nó là quân khác hệ baby bùi bùng hệ xăm trận này chắc là Tình Văn nó mổ chết Long Lê đấy. Bài xăm của Tình Văn trận này đánh giá nó bài mắc của mắc không? Bên kia ông Seng đứt, nó kích 751 đời 2, nói chung là 10 không kích hay là 10-10 ở đời 3. Chúng ta cùng đến với tình huống quay quân của Tình Văn và game thủ Long Lê. Đã có ai quay chưa hay là quay rồi? Mười sáu là cái gì đây? Mười là baby, 14 là gích, baby gích cả. Tình Văn là người cả baby. Baby gích. Nói chung là bảo Long Lê kinh nghiệm hơn Tình Văn ở cái nội dung gian đầm thì tôi nghĩ là nó cũng không phải đâu. Bởi vì là hai thằng này thì nó cũng đánh giao lưu với nhau từ cái thời chúng nó còn top 2 từ rất lâu rồi. Và trình hai ông này thì nó cũng sinh hoạt trong cộng đồng, nó từ cái thời điểm hai ông xuất phát nó cũng là xem nhau. Cho đến bây giờ hai thằng này đều 96 cả. Thì đến cái tầm trình nó như thế này, kinh nghiệm tôi nghĩ nó là như nhau. Chẳng qua bây giờ là đang vào là thế là ai khỏe hơn ai yếu hơn một chút thôi. Oh,
Vâng, đúng là bạn học anh cô khác. Câu voi vãi cả lìn thật cái thằng tình văn này. Thôi không sao cả, baby gig thì nó cũng tịt thôi. Thế đó, tài khoản giải anh. Vâng, ăn chay thêm một bài hiêu để có thể lên đòi dành cho bài kiếm thủ tình văn. Một bài đấu là quân thì là cửa trên hẳn, nhưng mà vâng bài thì lại không quá đẹp. Vâng, cắt dân về vào nhà thì là không biết đấy, từ tỉnh văn sau tuần này nhà sẽ là không biết luôn. Ngựa giò long lê đến đúng vào cái thời điểm mà tỉnh văn nó vừa cơ cấu dãy hàng bè để bò kín nhà xong. Vâng, rất nhanh tay, liệu rằng mặt dưới này có bị giọt không, bị lọt hay không. Vâng, vẫn lọt đến từ bài của game thủ tỉnh văn. Vâng, con giò vẫn mò vào được rồi. Một pha xử lý kỹ viện đến từ game thủ tỉnh văn trong tình huống này. Phải nói là có một pha xử lý rất kỹ viện và Long Lê đang đánh kiểu ôm bom. Vâng, Long Lê là người đánh kiểu ôm bom tông tê vào. Một cái lối đánh kỹ viện đến từ tình văn rồi, nhưng mà Long Lê thì vẫn đang có con giò vào bên trong. Và cơ bản là trận này thì tình văn lại ăn cái bãi vàng ở phía bên ngoài. Ở trong có vàng không nhỉ? Ở trong những không có vàng à? Vâng, Long Lê đang ôm bom chân lực. Chém ra có gì chưa? Đóng thêm cái phù nữa ra. Đóng hai phù ra chứ. Đối phương là người đang cầm chân lên để ôm bom. Đóng hai phù nữa ra. Vẫn là một pha bảy tốt đến từ tình bạn. Vâng, họ chưa thể ôm được. Láo mới là chủ tịch à? Vâng, công giáp đầy đủ đấy nhá. Rồi, có Garek ôm bom chết baby của Long Lê. Bài hát nghe gì? Vâng, Garek chắc là bài đẹp. Ôm thẳng luôn, ôm sát sạt luôn đấy. Thực ra nếu như mà không lọt
lọt con giò nó không quan trọng lắm, nhưng mà cơ bản là ăn vàng mà ăn được ở bên trong, bãi vàng nó bên trong cơ thì đẹp đấy. Bãi vàng nó lại sát chỗ bo nhà quá nên là nó công tê vào nó ăn luôn bãi vàng, chứ vàng trong thì mắc luôn. Và như vậy Long Lê là người cầm pơ, còn Tình Văn là người cầm ca tha. Cũng đánh được bài này mà con pơ mà bài nó xấu thì cân kèo nhau. Còn con pơ mà đẹp thì đương nhiên là đánh giá thì con pơ nó phải là cửa trên rồi. Nhưng mà mình vẫn có một cái gì đấy để có thể hy vọng rằng là bài pơ sen nó xấu nó lên đời muộn. Ép ra ngoài 10-30 con ca tha vẫn có cửa để có thể công phu vào nhà con pơ bình thường. Còn bài nó đẹp nó lên sớm nó ép sát hơn thì thua là chuyện bình thường thôi. Một đều rồi, và đây sẽ là trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu mà sẽ xem ai sẽ là người được đưa về cái thế đó là 2-1. Vâng, có một con voi cô đơn dành cho bài, à không, một đôi voi đến từ game thủ của Tình Văn. Phải giải được cái bài toán lên đời sớm của Persian thì mới có thể có cửa thắng trận này. Nếu như đối phương một chém ưu nó sẽ sẵn sàng nó quay đầu nó chuyển A là mình sẽ bị đưa vào cái thế tịt đấy. Nên là bài này Tình Văn nếu như bài nó ăn tốt mà ép sớm được thì em lại dâng lên em đánh cái kiểu là công phù luôn. Công phù vào nhà thằng Persian dân không bánh xe, mình lao vào mình đập vào mặt nó luôn đấy. Mình cũng chơi kiểu đấy chứ không cứ gì là nó chơi được cái bài đấy rồi. À tỷ số là 0-2 chứ quên, xin lỗi anh em nhé. Em đã chinh nhầm rồi. Hai hôm nay bây giờ ai thắng ai thua chẳng quan trọng nữa, đều vào vòng trong cả thôi. Để xem là vào cái nhánh trong thì lách được ai ra thôi, để đỡ gặp một cái người khỏe hơn thôi. Chứ còn vào thì vào rồi. Bởi vì hiện tại là độc cô ở đâu cái gì đỉnh cao lạnh lẽo, anh ấy âm 8 thì anh không còn tí cơ hội nào nữa. Chắc chắn sẽ là đi dâng ôm bom dành cho game thủ Tình Văn Trăng. Cảm giác là vẫn thiếu đi một cái gì đấy. Okay. Oh,
Vâng, bú nốt con voi này về thì Tình Văn và đóng nhà điều kiện luôn. BM thì bo bẫy gỗ như vậy là đã kín. Và BL đóng bên ngoài hướng thẳng. À không, cũng không hướng thẳng, lắp nhà đối phương chưa chắc đã là 12 giờ. Vâng, đánh mà không đánh kiểu ôm bom và công phù sớm ở nhà con Min thì liệu có ổn hay không dành cho bài này đến từ Tình Văn. Có lẽ là phải đánh kiểu đó và ngựa giò của ứng thủ Long Lê là cũng đã lao đến. Vâng, giò người ta là công giáp đầy đủ, còn giò của mình là đại diện cho thương hiệu Omomatic. Vừa trắng vừa trong vừa nhảy được cái công 2. Ôi, con giò này đỡ con giò này cũng mệt phết đấy. Vâng, đỡ con giò này cũng khá là mệt đấy. Khi mà nó công giáp đầy đủ, mình phải cho ngựa giò của mình lên công nghệ rồi sau đó mình mới về mình kết hợp với dân để đỡ được nó. Rồi như vậy là cũng đã kín được bãi vàng. Lại thành ra là phế giò đấy từ bài của ứng thủ Long Lê Trăng. Đang chờ gỗ lên đời xong thì sẽ đập ủ. Một L và một P chắc chắn đánh kiểu P công luôn. Và như vậy là Tình Văn lại đang chém rất khéo được khu vực ăn hoang của thủ Long Lê đây. Có phù rồi. Vâng, Long Lê đã là người chuyển A nhưng phù thì lại là đen. Phù lại là rất đen nhưng nó có cửa cho Tình Văn chứ không đùa chứ. Vâng, Long Lê chuyển công A nhưng mà lại bị chém tơn ăn hoang chết tương đối nhiều dân. Còn dân ruộng lại cũng chả làm được cái mẹ gì khi mà ngựa giò nó chọc cho nó chả làm được gì. Thì có khi lại là tươi cho Tình Văn đấy nhá. Dâng phù mà dâng sát lên một tí nữa là có khi lại là tươi đấy. Vâng, ba phù Kylian Mbappe chuẩn bị sang dây an và khoác áo số 10 của Luka Modric. Đen. Đen. Vâng. Phù đen còn hơn cả da của ông Tuân Tiền Hải. Vâng, cung A đã là có đến từ cái thủ Long Lê nhưng mà không có quá nhiều. Không có quá nhiều cung A đến từ bài của thủ đối phương thì mình dí phù vẫn được. Cung A pơ thôi và có đâu đó chỉ khoảng 3 tơn, 3 con. Vâng, 5 con phù cung A, con phù máu cho phù, vô tổ, phù bằng chết thì thôi. Phù này làm gì có cửa. Phù lần này là gì có cửa mất phù, một con phù còn lại 4 con hú cho nhau. Đây rồi. Đây rồi. Vâng, làm ngay một con lạc đà của game thủ Long Lê đã rồi tính tiếp. Rồi tấn tiếp, tấn tiếp. Ôi dồi ôi, đi lỗi phù rồi. Một tôn đi lỗi phù đến từ bài của game thủ Tình Văn nhưng mà em vẫn may mắn. Em vẫn may mắn là em vẫn đớp được hai con lạc đà. Vâng, Long Lê là người có một tỷ số là 1-2. Đấy, cái kiểu Min với lại Katha này, kiểu này đánh nó là con phù, nó là chủ yếu, nó không biết lỗi nào đâu anh em ạ. À đâu, Katha pơ chứ. Bài pơ nó không chém được gì thì nó phải đưa về cái thế nó chuyển cung ba thì nó khỏe thôi.
Pơ mà lên không sớm vào Kata nó có phù rồi thì cái tỷ lệ chém được thì nó hơi khó. Đây sẽ là tình huống quay quân dành cho cả hai game thủ. Long lại Garrick à? Để 11 đấy nha. Con Garrick rồi thì không thèm nhìn con còn lại luôn cho nó lịch sự. Muốn vào con vẹ nào thì vào đấy, kiểu nó thế. Quan trọng là Tịnh Văn nó có căn đánh giải. Long thì cũng có căn nhưng mà căn này là căn mới cầu được thôi. Nhưng còn Tịnh Văn là nó căn là căn bẩm sinh rồi. Vâng, bài đẹp dành cho Yamato luôn này. Chưa thấy quả nhưng mà gỗ đầu gần rừng lại đẹp bầy hươu nữa, êm thế. Em thít thin thin luôn đấy. Làm gì có gì mà ăn. Ngày ngủ được. Ngày ngủ có một tiếng. Dũng Hổ thì nó... Dũng Hổ nó là một con người ưa sự truyền thống. Nó là hệ khép kín, nó sống như thế là chuẩn chỉ của một thằng đàn ông đang cái tuổi cần phải tích lũy cả về tiền bạc đến kinh nghiệm mà công lại còn chê nó. Ra cho cái kèo 10M để tán được quyền Sanchi. Không biết bà nào bên Thiên Khôi ra cho cái kèo khắm thật. 10 triệu ăn được cái kèo đấy thì khả năng là chia cho con Huyền 9 triệu nó vẫn không ngừng. Cái gì Long lê 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 la thủ phù ạ? Đó Long lê trận này cầm kích mà. Trận trước thì lên thẳng A thủ phù thì cũng khoái. Tình Văn nó xác định nó dí phù từ đầu rồi. Nó sẽ là cái bài dí phù rồi và nếu mà lên công A thẳng nó dí phù nó đập dân ngay anh em ạ. Chứ không phải là cứ ngon là nhìn thế là ngon đâu, thực ra là toàn xương thôi. Như vậy là đang là thêm muốn thêm một cái BS nữa.
nhà này giật hốc được mà. Không có tụi vàng ngoài nhỉ. Vâng, có cái hốc nhưng mà vàng lại ở phía bên ngoài. Bài này cầm mát mủng, có cái vàng bên trong thì mát sẽ là rất đẹp đây. Nhưng mà IA thì thôi đánh kiểu bo nhỏ, bài này cũng được. Bài là vàng cũng ngoài rồi, như vậy là Tình Văn lại đang muốn cố có ý đồ đó là thu một hốc bên trong này. Đang câu con voi 1S thao tác đang là cực kỳ chuẩn chỉ. Đó là một bài mà Tình Văn xác định khả năng cao sẽ là nâng chặt gố. Sau đó là sẽ chuyển về cái bài công an một đáo ngay. Tuần đầu vẫn là đánh thẳng công an luôn à. Tôi tưởng là đánh chém đi, đánh dò thủ, đánh chém, tức là nâng chặt gỗ lên để mà đánh công an một đáo, chuyển bài công an một đáo sau chứ. Em nó lại đánh thẳng công an luôn. Còn bên kia không biết là có dí vụ đập dân không, đến từ cái con Greg của game thủ Long Lê. Còn đánh kiểu này phải nâng cái chặt gỗ lên rồi. Như vậy là đang có tê thủ. Liệu rằng Long Lê có chơi bài ôm bom đại pháp không? Khi mà đây là một bộ bài mà game thủ Tình Văn tiếp tục có điểm yếu là ở cái bãi vàng này. Quân chơi đồ cơn mưa. Vâng, vẫn thở. Chưa làm gì được, nâng cung A đi. Và một pha đang có ý định là nhốt giò của đối phương. Và nâng cung A chưa nhỉ? Vâng, như vậy là có phù đối phương dí xuống cái vàng rồi đấy. Đấy là điểm yếu của Tình Văn đấy. Không biết lên được con công an nào chưa cơ. Vâng, lại đối phương đang phù lát hết cả dân rồi. Anh đã bảo là đánh chém tương đầu thủ ra, sau là nhà khung bắt đầu là chuyển A sau. Em lại cứ thích đánh cái kiểu này cơ. Bài này đánh chém từ đầu khung nhà thủ cái phù ra chuyển A sau chứ phải là đẹp không? Lỗi bãi quả gần nhà thì đúng là lỗi bãi quả rồi, em voi thì đấy được nó không ăn đến. Lỗi bãi quả thì là lỗi. Công gặp con gà dích mà công cứ thích đánh cái kiểu nó cảm giác cái kiểu nó bay bổng, cái kiểu nó nọ kia làm gì. Công đánh cái kiểu nhà khung, công đánh chém thủ cái phù ra tơn đầu đi. Để cứ để công Nga luôn, xong là nó đánh, nó chỉ có mỗi cái bài bom bom đấy thôi, chứ nó còn có cái bài gì nữa đâu. Ôm bom là đồng nghĩa với tự tử rồi. Thế mà vẫn còn phí, quá phí. Khi mà thằng Long nó đã là hai trận gà dích mà nó vẫn thắng. Bây giờ thì khả năng cao tương quay quân này tôi nghĩ là game thủ Tình Văn sẽ là người phải trả giá. Có lẽ Tình Văn sẽ phải là người trả giá sau cái tơn này. Không ai có thể là đẹp mãi và không ai có thể là xinh mãi cả. Bảng bao nhiêu đây đến từ game thủ Tình Văn và Long Lê? Quay chưa nhỉ? Ở đây bây giờ quay đây. Bây giờ mới quay này. Bên phía tổng trọng tài Hồng Cua đang là người vào việc.
25. 25 và hit xăm. Đánh được. Tỷ số là 1-3 dành cho game thủ Tình Văn và game thủ Long Lê rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với cái bài Summer của game thủ Tình Văn. Cái gì đấy? Để lại không quả phụ, khả năng lại nằm trong tranh dịch sử đảng thì hết hơi chứ. À đây, điểm. Vâng, câu con voi xa nhà về dành cho game thủ Tình Văn. Thịt làm bao nhiêu cũng sắp phun dần ra, đừng mình sẽ đối cái bài đấy. Tôi mà đánh cái bài đấy, tôi không bao giờ tôi cần một cái bài cầu kỳ, bởi vì quân mình nó là cửa trên, anh em hiểu không? Quân mình cửa trên khá là nhiều, mình không cần phải đánh cái gì đấy nó cầu kỳ lắm làm gì cả. Nhà mình được cái thế nhà khung, quân lại cửa trên, mình đánh chém mình đỡ con giò. Đánh giò thủ luôn chứ làm sao phải giò công. Đánh giò thủ, giò xem là nó dân nó có dâng rú cái gì không rồi mình đánh giò thủ. Sóc tơn chém thì cũng chỉ sóc tơn chém đầu thôi, nâng mỗi cái công thôi. Bởi vì nó chỉ đánh được kèo bom bom thôi, chứ còn nó không đánh được gì cả. Nâng mỗi cái công thôi. Cứ sóc tơn chém đầu bình thường, còn đâu là lên đời xong vẫn là đập phù luôn. Phù đỏ là một tơn đến hai tơn thì mình bắt đầu là mình từ từ mình chuyển á. Thế thôi, nhà mình không mà. Sao phải sợ, Tình Văn đánh cái trận đấy là hơi vội, là hơi chủ quan. Vừa chủ quan mà lại vừa vội. Lên thẳng công an mà bo kiểu đấy nó công bãi vàng mệt đấy anh em ạ. Bãi vàng đấy là cái bãi vàng nó kiểu gì nó ôm bom nó cũng phải dí tê vào rồi. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng đã vào vòng trong. Dù sao thì cũng đã vào vòng trong. Và quan trọng là vòng loại, vòng trong thì nó loại trực tiếp thì nó sẽ khác. Chứ còn ở cái thế này cả hai vào trong rồi thì thắng thua bây giờ nó cũng không quan trọng nữa. Hai anh em dắt tay nhau mà vào, dắt tay nhau trên đường cũng tăng với các ngày tháng. Như vậy là vào trong vòng trong thì ít nhất là giá trị tiền thưởng mà game thủ Tịnh Văn cộng với lại game thủ Long Lê có thể cầm về không còn là 800 nữa. Mà nó đã nhỉnh lên đâu đó. Nó đã nhỉnh lên đâu đó là tầm khoảng củ 2 rồi. Và thực sự là vẫn chưa bằng được cái bản quyền hình ảnh của tôi trong cái giải bình luận viên vừa rồi. Bởi vì tôi được giả rất là hình ảnh, tức là 1,5 triệu khi mà vào top 8 của bình luận viên quốc gia đấy chứ. Nghe có vẻ rất là kinh khủng. Donna, 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 Donna,
Vâng, đi dâng dành cho bài của game thủ Tịnh Văn. Bên này thì Tịnh Văn rơi tầm khoảng 11-25. Nó cũng ngang phớ nhau thôi. Nó cũng chỉ là ngang phớ nhau thôi chứ nó cũng không khỏe hơn. Vâng, như vậy là chọc cho chết đâu đó là 5 dân của thủ Long Le rồi đây. Vâng, ít ra là 5 dân, như vậy là thêm 2 dân nữa là 7 dân rồi đấy. Long Le nằm xuống 7 của đông dân rồi. Ờ, có khi lại tươi đấy. Có khi lại tươi, thằng hít bên kia chắc cũng thối mồm rồi. Nghiệt lòi ra. Nói chung là bây giờ kích đánh với các quân khác thì bây giờ nó tịt nhiều rồi, anh em chỉ có cách ôm bom các kiểu thì mới có cửa thắng thôi. Đấy là cái cách gọi là nó hữu hạn rồi. Đế chế bây giờ nó chuẩn bài nó không như ngày xưa nữa. Vâng, bên kia đã bắt đầu có những tên cung giờ đầu tiên. Nhưng lực của bên kia tôi chừng là cũng xấu thôi. Vâng, cũng không phải là quá khỏe đến từ game thủ, đến từ game thủ Long Lê. Chẳng qua là cung hit nó bắn thì hơi đau đít một tí. Chứ còn thực ra thì không hề khỏe đến từ game thủ này. Vâng, đang có khoảng 3 tên cung giờ của lạc đà của Summer bên này đến từ game thủ Tình Văn thì vẫn đang vâng đi ha thôi. Vâng, Tham Lai đang là 3-2 nhưng Long Lê đang tận dụng đi bắn những cái cơ sở mà vâng game thủ Tình Văn đang cơ cấu ở bãi vàng rất khéo đến từ Long. Long ăn hoang và Long sẽ xác định đánh cái bộ bài là gom quân rồi. Long ăn hoang và Long sẽ đánh bộ bài gom quân. Bây giờ Tình Văn sẽ làm gì? Có lẽ là vâng sẽ phải thêm một cái nhà bè nữa để sóc bù lại với số quân mình đã thiệt hơn đối phương. Mình cũng đang ăn hoang và mình cũng đang mít e. Giữa bản đồ là còn cực kỳ nhiều đồ ăn hoang, các bạn có thể thấy cả voi cả hiêu, không thiếu một cái gì. Thank you.
Bóng cung hit mà nó có giáp 2 mà nó đông hơn như thế này thì lạc đà nó nhìn vào hơi rén. Sợ lắm. Đấy, nó lại ăn hoang đôi voi. Bên dưới là voi đang có hiện tượng là sát trường đưa về rồi. Vâng, lọt được vào bãi gỗ của game thủ Long Lê trong tình huống này. Nhưng mà Long Lê thính lắm chạy. Đúng là vào đánh giải các ông chả nhường nhau tí cho anh em với nhau suốt ngày chiến chú chiến anh mà nó đánh như nay bao giờ không? Vâng, Tình Văn thì vẫn đang quyện lạc đà trên bản đồ như kiểu là châu chấu đi quyện ngoài đồng vậy. Nhưng mà bây giờ tầm này Long Lê nó kê cái cơ sở ăn hoang. Nó kê một bãi gỗ thì khó để cho game thủ Tình Văn có thể lật ngược thế cờ, do số lượng cung của nó bây giờ là đang còn rất nhiều, mọi thứ đều đang là nằm trong cái tầm kiểm soát của nó rồi. Tình Văn 834 thôi, bên kia chắc là năm mấy à, 42 hơn đâu đó là vào tầm khoảng gần chục đơn vị quân. Vâng, đến đây liệu rằng có gượng được cho game thủ Tình Văn hay không? Tầm này 34 và đang đốt nhà BA, nhà quân của game thủ Long Lê. Nhưng bây giờ Long Lê tinh tế cứ ăn hoang xong là đập BN mới ăn gỗ rồi đứng kê thôi. Thì lạc đà của Tình Văn bây giờ e chừng là không vào được. Cung giờ hít có giáp nó bắn đầu lắm. Long chắc phải có hơn 30 con cung giờ. Nó phải có tầm khoảng 30 con cung giờ rồi. Có được đổi 30 con không? Cho ít này. Nhúm này á. Ờ, nhúm này thì chơi được. Tôi tưởng là cái nhúm nó to một tí chứ nhúm này thì chơi được. Sao phải chạy nhỉ? Lạc đà chém 4 người ta đấy không dám va quẹt à? Vâng, đây như vậy là Long Lê gọi hội rồi. Nó có hội rồi. Vâng, nó thêm hội nữa thì tên này không ăn được. Xong rồi. Có lẽ là Tình Văn sẽ nằm xuống và Tình Văn và Long Lê sẽ dẫn tay nhau vào vòng trong. Xin hẹn gặp lại. Bây giờ là tiếp tục hay là một A nhưng nở ra cũng không còn đủ lực quân để chơi nữa khi mà Long Lê đã dí xuống.
thôi. Tỷ số là 1-4 dành cho thủ Long Lê, và xin chúc mừng Long Lê đã là người đứng đầu bảng trong bảng F. Như vậy là bảng này thì game thủ Tình Văn và game thủ Long Lê sẽ chính thức vào trong. Còn đâu thì đỉnh cao lạnh lẽo là sẽ ra ngoài phía hội trường.